Hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. So, Thái Công đang đứng trong phòng ngủ của Thái Công và đằng sau lưng Thái Công, ủa đâu mất rồi? Ở đây nè. À, đây nè. À, đây là Độ Sĩ. Độ Sĩ đang chụp cái phòng ngủ của Thái Công. Chào em. À, xin chào các bạn. Độ Sĩ phải làm bao nhiêu năm tất cả rồi em? Dạ, em bước chân vào interior photography là đến năm nay là năm thứ ba. 3 năm. Vậy là cũng phát triển mau nha. Dạ. Rất là nhưng mà trước đó em cũng chụp ảnh bao nhiêu lâu rồi? Dạ, trước đó là em chụp ảnh 7 năm nhưng mà đó là một cái quá trình em chụp về quảng cáo nhiều. Thành ra là khi mà sẽ tiếp cận với chụp hình nội thất á thì nó dễ dàng hơn so với những người mới bắt đầu. Vậy có nghĩa là kinh nghiệm đã 10 năm rồi. Mày hôm nay mới được vô phòng ngủ Thái Công và vô đây chụp hình. Anh thấy cái nhiều bây giờ người ta chụp hình không gian thất á, giống như người ta nghĩ là vô chụp cái tấm hình chỉ thấy nguyên không gian để xong rồi Đồ Sĩ, mà tại sao cái em chụp hình nó khác là khác gì những cái tấm hình mà chỉ thấy cái không gian thôi? Thực ra sĩ muốn trong mỗi một không gian khi sĩ chụp sĩ đến sĩ phải muốn nó thể hiện được nhiều thứ. Là một photographer chụp nội thất á, thì cái điều đầu tiên mình vô là mình phải thấy được cái không gian của gia chủ và mình sẽ phải thể hiện nó lên được. Em chụp Conseiller là gì? Như bên da. Dạ. Conseiller là gì? Conseiller là ngược sáng. Ngược sáng. Vậy cái đó là tiếng gì? Tiếng Campuchia hả? Con xe lê. Cái gì? Tại là sao? Hả? Con xe lê là cái gì? Sô lê là mặt trời đó, em biết hả? Chụp cái sáng khó không? Chụp được gì? Với em thì không khó. Không khó đâu. Cái bình đó, giờ lấy ra. Cái đó là cái nến thơm. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta tưởng, ủa, để ba cái nhang chứ làm chi vậy? Cái quyển này là absolutely privacy nha, anh nói đừng có mở ra, người nào mở ra giá 1 triệu. Absolutely privacy. Ủa, Đồ Sĩ em làm gì vậy? Em cho cái dây lên để em xóa dây để anh. Xóa dây hành trí? Cái là đèn này là đèn bằng dây điện. À, thường thường á là cao ý không, người ta như bạn già là retouch tất cả những cái dây điện này, mà ta nhìn nữa là hình cái trên cái tấm hình là cái dây điện nó xấu, mà có gì đâu xấu, cái đèn này là có cái dây điện là thực tế, đâu có ai xài đèn pin đúng không, hay là vậy mình cũng phải thực tế một chút xíu. Có lẽ bây giờ stylist á, là phải xếp cái dây điện làm sao cho nó đẹp thôi, cái dây điện mình phải biết cách xếp. Thì bây giờ mình xếp cái dây điện nó có một cái thẩm mỹ thôi, thí dụ mình xếp nó hơi cong cong kiểu gì chứ đâu có nhất thiết mà phải giấu luôn cái dây điện này. Cái dây này nó cũng là một cái kỹ thuật nó đẹp của nó thôi đó. Đồ Sĩ không có cần gì touch nha. Dạ, người nào mà chê cái dây điện thì mang giống anh đi nhé. Không, chỉ có mấy cái dây điện mà thật sự là nó chạy trên tường á, mà người ta không có đi được âm tường được á thì có thể mình giấu, nhưng mà cái dây điện trên bàn này á không cần giấu. Mà biết cái dây điện này á là rất là đẹp nha, là bằng vải chứ không phải là dây điện bằng nhựa nữa, hay là cái dây điện bên cái đèn chùm ở bên đây á, em nhìn bên đây nè, em thấy không, đẹp không, nó bằng vàng, với giá bằng vàng nó đi từ đây ra, mà cái dây điện này đi là cũng khó lắm luôn, mà thì em nó xóa đi người ta tưởng ủa Thái Công xài bằng đèn pin hết trơn. Em nhập thấy cái đèn không được sĩ, đừng có thấy hết nha, anh thấy một cái góc thôi. Bố lấy thêm cái lấy cái thùng rác giùm anh luôn. Này cái thùng rác để dưới này. Rồi, cảm ơn.
anh mượn mấy cái búp đầm về, mà cái búp đầm cũng khoảng 20-30 ngàn đô la một cái búp đầm á. Vâng. Rồi cái anh chụp dưới cái con cá thiệt em, anh đi tìm mấy con cá rồi anh bỏ vô búp đầm người ta nữa. Vâng. Rồi anh thấy chuẩn bị đừng có bị dơ cái búp đầm, rồi xong rồi chụp ở trong cái studio á. Vâng. Rồi anh còn bày thêm có con dao nữa, rồi con máu chảy ra nữa trong búp đầm, mà chín hoài mà cả đêm anh chụp tới 3-4 giờ sáng với ông giúp anh ra luôn em, 4 cái búp đầm chụp cả đêm. Quá cực, anh nhớ cái bữa đó luôn. Rồi xong rồi anh còn nhét kim cương vô nữa, anh nhét nữ trang vô, nữ trang rồi máu chảy, anh bày ra đủ thứ vô. Yeah. Cái là stylist suy nghĩ ra đó. Rồi thì em hiện nay là chụp hình nội thất là em là number one ở Việt Nam á. Nhận đâu mà không anh, em không nhận được. Em không nhận được mà anh nhận được, anh sẽ nói là đầu tiên là number one ở Việt Nam đang chụp hình nội thất. Như vậy nếu mà em kể tất cả những cái kỹ thuật mà anh quay phim vậy, em không có sợ người ta bắt chước hả đầu sĩ? Dạ thực ra em không có ngại cái điều đó, vì thực ra em nó cũng có một cái buổi workshop mà đã có chia sẻ với rất là nhiều người rồi, thì cũng có trao đổi với mọi người rồi. Thực ra cái này là nó cần cả một cái quá trình và mình phải thử nghiệm. Thì trong cái quá trình thử nghiệm nó nhiều đó, chụp nhiều đó, thì mình sẽ có một cái tư duy, cái đó thì nó là chỉ của riêng mình thôi, không ai có thể bắt chước được. Em chụp bữa giờ mấy ngày rồi em? Em chụp ngày thứ hai anh. Mệt chưa? Dạ mệt lắm rồi. Các bạn thấy em chụp hình một cái không gian rất là lâu, mà bữa giờ hôm qua chụp video ngày là chụp ở khu vực nào em? Dạ chụp ở tới từng chợt phòng khách, bàn ăn, khu bàn ăn, nhà bếp, cái khu vực cái sảnh đi vô hồ bơi. Thì em cứ chụp ở đây thoải mái, em chụp tức này em chụp không có cái góc nào mà anh cho em giấu chứ, em muốn chụp cái góc nào cũng chứ không có góc nào mà anh giấu hết. Đó là thực tế, cái người nhiếp ảnh gia mà chọn cái góc nhìn á, đó là cũng là sống ảo rồi đó. Dạ, dạ. Cho ảo cho người xem, người dạ. xem được ảo tưởng. Dạ. Cái này là không gian rất là rộng, rất là sang trọng, nhưng mà thực tế nó chỉ có tới đó thôi. Hôm nay thì lên phòng ngủ master và phòng tắm. Dạ mà chụp hết nhiều ngày, có nghĩa là một ngày phòng ngủ thấy không mà chụp một phim một ngày luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Vì sao? Cái người ta nói ủa chụp hình mau mà đồ sĩ cứ vô cái chụp cái xong mà có gì đâu mà tại sao lâu dữ vậy em? Mỗi shot nó thường rất là lâu, thành ra cái thời gian nó sẽ lâu hơn và yêu cầu của anh nó cũng rất là cao. Lâu hơn bình thường. Dạ. Hôm nay là anh bỏ ngày quý một ngày cho em, anh làm interior stylist cho em á. Em biết một ngày anh là bây giờ là bao nhiêu tiền không? Như vậy em thấy anh làm interior stylist cho em với một cái người stylist số khác biệt nhiều không? Vì như anh thấy công thì anh ấy rất là tỉ mỉ trong những cái shot hình. Có thể đôi khi những cái món đồ anh di chuyển xê dịch qua thì di chuyển lại đôi khi một vài sen thôi, anh cũng rất là chỉn chu trong cái việc đó. Thì thành ra là mình cũng rất là trân trọng. Interior stylist ấy, người ta cũng có phải một cái style của mình và yeah. photographer lựa cái người nào trong cái phong cách đó. Yeah. Chứ bây giờ em kêu anh làm cái phong cách mà style gì? Style sến hả? Gì đó? Hơi gấp nha anh coi. Hơi gấp. Sky Villa đèn chùm thông tầng phòng khách. Cho cách nào bao nhiêu được vậy anh thấy không? Đó, thấy chưa? Hoặc là cái hình anh đã vẽ lên 3D rồi, bây giờ phải gửi qua vài bữa nay đang set up cái công trình Sky Villa, nghe em có qua bên chụp á. Yeah. Thì đó, bây giờ là phải treo cái đèn chùm cao hay bao nhiêu. Một vẽ 3D rồi nhưng mà phải thực tế là phải coi một lần nữa cái đèn chùm treo cái nhau. Bây giờ ai quyết định cái chiều cao của những cái đèn chùm này? Yeah. Đó, ai quyết định? Ừ. Dạ, dĩ nhiên là người thiết kế của công trình này sẽ là người quyết định cái điều đó. Ừ. Dạ, chứ không thể để cho thợ làm được. Dĩ nhiên. Dạ. Rồi, không có dễ đúng không? Bây giờ là không ai dám quyết định những cái chiều cao này hết. Vậy nó có liên quan với cái sofa ở dưới.
Filter để cho đừng có bóng hết không? Hả? Cái filter sao ta? Filter là cũng sống ảo hả? Có nghĩa là ngoài thực tế mình không thấy như vậy, nhưng mà vì cái filter nó làm cho cái hình nó khác đi, cái đó cũng là sống ảo. Thật sự là tất cả những cái tấm hình nào bây giờ là thiệt nhất có thể đi, Thái Công cũng gọi là sống ảo. Bởi Thái Công mới ra một cái quyển sách cách đây 20 năm và Thái Công được cái giải tên là Infinity Award ở bên New York. Quyển sách là My Parents. Thì cái quyển sách đó Thái Công mới làm ra một cái bằng chứng á, là không có một cái tấm hình nào kể được sự thật hết. Tất cả một cái tấm hình, tất cả là ảo hết. Vậy vì chúng ta ngoài thực tế là chúng ta nhìn cái con mắt, con người của mình nhìn qua, mình cử động, mình nhìn tới, mình nhìn lui, mình nhìn xuống, là cái con mắt của mình lựa chọn hình. Còn cái tấm hình đó là một cái freezing trong một millisecond. Thì cái giây phút đó trong cái con mắt mình nó không có. Con mắt mình tất cả ở ngoài thực tế là tất cả là cử động hết, cứ làm có cử động hết. Nhưng bây giờ một cái tấm hình là nó đơ và nó cứng lại. Và lúc đó mình xem tất cả những cái chi tiết đó, bởi vì cái tấm hình nó không phải là nó là thực tế được. Đó là nó đem ra chúng ta một cái ảo tưởng. Mà cái ảo tưởng này nó cũng có một cái hại nữa, là mình cứ đi đuổi theo một cái gì mà trên đời nó không có. Cũng như là một cái gương mặt của một người phụ nữ đi. Một người phụ nữ mà chụp hình là phải Photoshop retouch lại. Không có một cái gương mặt của người phụ nữ nào mà không có một cái lỗ chân lông, một cái một ruồi, một cái tàn nhang ở trên người. Cái đó là một cái sự bình thường. Công trình của anh Thái Công thiết kế là nó rất là đa dạng. Thì những cái đồ nội thất của anh Thái Công thì bản thân là đã rất là đẹp rồi. Ở ngoài thì mình rất là dễ cảm nhận được, tại vì mình có thể là đụng chạm được và mình có thể thấy nó trực quan nó như thế nào. Nhưng mà khi mà lên hình á thì nó rất là khó. Cho nên là cái yêu cầu về chụp đồ nội thất của anh Thái Công cũng như là bản thân của họa sĩ á, thì phải thấy làm sao để cho nó nên nó đúng như cái giá trị của nó. Mà những cái điều đó trên hình không có thể hiện được, mà phải là thực tế trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. Ai thích chương trình này nhớ bấm like để đồ sĩ chụp thêm nữa. Và share để Thái Công cho các bạn xem những cái hình ảnh này. Nhiều tạp chí đang muốn làm một cái portrait về ngôi nhà của Thái Công. Bởi vậy Thái Công phải tìm một cái người nhiếp ảnh gia nào cực kỳ đặc biệt để chụp ngôi nhà Thái Công. So, hy vọng các bạn sẽ thích những cái tấm hình của đồ sĩ chụp. Thank you for watching. Bye bye. Rồi em chụp tiếp tục.